chạy ngay đi mua vé số. Hai concert này liên tục trúng số 2 lần trong 15 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh chóng và thoáng chốc, chúng ta đã sắp bước hết nửa chặng đường của năm 2021. Tất cả mỗi chúng ta, ai cũng đều đang bận rộn với guồng quay của cuộc sống và mong muốn tìm kiếm cho mình những vận may để đổi đời trong thời điểm cuối năm này. Trong số 12 con giáp, mỗi người đều có một vận số khác nhau và tùy vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời mà bản mệnh có thể gặp được phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy cho biết rằng, dựa vào việc phân tích những hung mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 5 âm lịch tới đây, một số con giáp sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẹn cả đôi đường. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ nhận được may mắn gì trong nửa đầu tháng 5 âm lịch? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua bảng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Con giáp may mắn đầu tiên là tuổi Tuất. Tử vi người tuổi Tuất trong tháng Giáp Ngọ bước vào cục diện dần Ngọ Tuất tam hợp, nên đây được coi là một tháng vượng đế của bản mệnh, nhất là thời điểm 15 ngày đầu. Dù vẫn gặp chút trở ngại do vận khí xấu từ tháng cũ còn tồn tại, nhưng nhờ khả năng tùy cơ ứng biến mà bản mệnh dễ dàng vượt qua. Bản mệnh nên thay đổi, tìm kiếm tư duy mới thì mới có chân trời khác dành cho mình. Nếu bản mệnh muốn thay đổi công việc thì đây là cơ hội trời ban, vì hoa cái vừa là hung tinh vừa là cát tinh. Nếu bản mệnh biết chủ động xoay sở trong khó khăn thì vận xấu sẽ chuyển thành vận cát. Ngoài ra, trong thời gian này, tài lộc vô cùng khởi sắc, ngọ hỏa ẩm ỉ cháy trong lòng tốt thủ sẽ sinh ra vàng bạc, đá quý. Vậy nên trong nửa đầu tháng sắp tới, mệnh chủ tuổi Tuất chỉ cần ngồi đếm tiền mà thôi. Về mặt sự nghiệp, vận trình sự nghiệp nửa đầu tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Tuất có nhiều dấu hiệu thăng tiến, quan hệ hòa hợp. Và với nguyên lệnh giúp bản mệnh nâng cao hiệu suất làm việc, cơ hội được lãnh đạo cất nhắc không hề nhỏ. Nhưng tuổi Tuất quyết không làm việc đơn thương, độc mã. Cá nhân không thể làm nên thành tích, nhưng tập thể xung quanh lại có thể. Mặt khác, một mình làm hết mọi việc sẽ rất mệt mỏi, ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kế hoạch, mệnh chủ tuổi Tuất luôn phải giữ một thái độ kiên định tới cùng, cũng như mở rộng tầm mắt và đi xa hơn. Đừng mù quáng theo đuổi mục tiêu khiến bản thân trở nên trì trệ, không có sáng tạo. Về mặt tài lộc, mệnh chủ tuổi Tuất bước vào tháng tam hợp vượng đế nên đường tài lộc có nhiều khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Lại thêm thiên tài các thần ẩn giấu trong nguyệt lệnh lâm vận khí tốt cho những mệnh chủ đang làm nghề kinh doanh, nhận lợi nhuận hoa hồng. Tuy nhiên, tuổi Tuất vốn sinh ra đã không may mắn trong chuyện tiền nong, nên bản mệnh hãy hạn chế chi tiêu lãng phí trong thời điểm này và hãy học cách tiết kiệm từ những hành động nhỏ nhất. Tắt điện khi không dùng đến, sử dụng thức ăn vừa với khẩu phần. Về mặt tình cảm và gia đạo,
Về tình cảm của tuổi Tuất trong 15 ngày đầu tháng Giáp Ngọ rất lãng mạn và ngọt ngào. Mệnh chủ độc thân có thể tìm tới kế hoạch tương lai nhưng tránh nóng vội, kẻo hỏng việc. Nhưng mệnh chủ độc thân cũng sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người giàu tình cảm, trái tim ấm áp trong thời điểm này. Cảm xúc của bản mệnh có khuynh hướng mong muốn được che chở, sẻ chia. Tuy nhiên, một vài cặp đôi sẽ gặp phải tình trạng tình cảm không nhất quán hoặc do sự phản đối của hai bên gia đình mà chịu sóng gió. Lúc này cần sự kiên định, lòng khoan dung của chính bản mệnh và nửa kia. Hai người còn phải nương tựa, cổ vũ cho nhau thì tình cảm mới tiếp tục được. Về mặt sức khỏe, bước vào 15 ngày tới, vẫn tiết khí lập hạ, khí trời khô nóng, rất dễ bị cảm lạnh do đột ngột vào môi trường lạnh của điều hòa. Bản mệnh cần chú ý điều này, đồng thời tháng có nguyên lệnh Giáp Ngọ khiến tuổi Tuất phải đề phòng bị chuột rút, bong gân khi hoạt động, đi lại. Đặc biệt khi công việc dồn ứ, gây tình trạng tinh thần không thoải mái, bản mệnh nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để bổ sung nguyên khí. Ngoài ra để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Tuất tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để có thể mang lại những công năng phong thủy tốt nhất. Còn ra may mắn thứ hai là tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân 15 ngày đầu tháng 5 âm lịch cho thấy, bước vào tháng Giáp Ngọ, bản mệnh thân kim có chút chuyển biến. Cùng với đó, Thái Dương quý nhân đi vào cung quan lộc khiến bản mệnh bận rộn. Vận tài lộc cũng được thúc đẩy, nhưng thân kim chịu ngọ hỏa thiêu đốt nên làm đến đâu tiêu hết đến đấy. Tuy nhiên mà sức khỏe vì quan hệ tương sinh tiêu hao nên thường xuyên mệt mỏi, đau đầu. Chuyện tình cảm trong thời gian này may mắn tương đối khả quan với các mệnh chủ còn độc thân. Như vậy, dù có các tinh như mệnh chủ tuổi Thân luôn phải đề cao, cảnh giác. Về mặt sự nghiệp, vận trình sự nghiệp nửa đầu tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Thân được quý nhân Thái Dương che chở, cho nên công việc thuận lợi, được lãnh đạo tin tưởng. Tuy nhiên, quan hệ ngũ hành khắc chế tạo ra nhiều nhiệm vụ phải làm, áp lực nặng nề. Trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Thân nên tận dụng, duy trì các mối quan hệ xã giao. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh tìm ra các kỹ năng để xử lý vấn đề. Ngoài ra, khả năng lĩnh hội của bản mệnh cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể học hỏi thêm phương pháp, từ đó có thể xây dựng kế hoạch từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp. Lúc này, tư duy minh mẫn sẽ được phát huy triệt để, tính lãnh đạo, phân chia công việc sẽ được phát huy hết tác dụng. Nhưng làm gì thì bản mệnh cũng đừng quên ảnh hưởng từ thái tuế. Mọi việc cần cẩn thận, nhân lại chờ đợi với bất kỳ khó khăn nào. Về mặt tài lộc, xem tử vi 15 ngày đầu tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Thân cho thấy, nếu nhìn theo góc độ ngũ hành, thân kim chịu Giáp Ngọ khắc chế mà hóa thủy. Mà trong phong thủy, thủy quản tài vận nên vận tiền bạc mệnh chủ tuổi Thân có nhiều triển vọng thăng hoa. Đường chính tài còn được quý nhân đảm bảo nên bản mệnh chỉ cần chăm chỉ, làm việc, nâng cao năng lực bản thân là được. Mặt khác, thiên tài tỏa mệnh, thiên can, nguyện lệnh nên mệnh chủ, tuổi Thân cũng có nhiều cơ hội kiếm thêm trong khoảng thời gian này. Nhưng sức mạnh của thái tuế không thể né tránh nên tuổi Thân dù có làm bao nhiêu cũng đều phải tiêu tốn hết. Bản mệnh có thể coi chuyện tiền bạc đi trước để ứng hạn cho mình. Chăm chỉ công đức, phóng sinh, giúp đỡ người khó khăn thì hạn năm tuổi cũng bớt đi nhiều. Đề phòng các sự cố bất ngờ về sức khỏe khiến bản thân tiêu tốn nhiều khoản tiền lãng phí. Các chi phí hàng tháng cho kiểm tra bệnh tật, cơ thể đối với bản thân và người nhà thì không nên tiết kiệm.
về mặt tình cảm, gia đạo, chuyện tình cảm của mệnh chủ độc thân trong 15 ngày. Có nhiều thay đổi lớn, vì đào hoa quý nhân xuất hiện trong cùng mệnh nên cơ hội gặp được ý chung nhân là rất lớn. Bạn mệnh nên chọn ngày lẻ để biểu lộ tình cảm thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nhưng vì trong suy nghĩ hay bản mệnh có phần nào ích kỷ mà không muốn cho đi nên thái độ của đối phương với bản mệnh không có sự thay đổi lớn nào. Thậm chí với tính cách kiêu ngạo vốn có, bản mệnh còn có thể đẩy họ ra xa hơn. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, những mệnh chủ đã lập gia đình lại sao nhãng với nửa kia, bản thân bị tiêu hao nên quan hệ vợ chồng cũng thiếu hài hòa. Tư tưởng chạy nhanh hơn cảm xúc nên đôi khi bản mệnh có thể đi lệch quỹ đạo tình cảm, gây hiểu nhầm cho vợ hoặc chồng. Bát đũa còn có lúc xô, nữa là vợ chồng sớm khuya mặn nồng. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian hơn để hai người điều chỉnh lại cảm xúc riêng mình. Về mặt sức khỏe, mặt sức khỏe của tuổi thân trong thời điểm này sẽ gặp các bệnh như hơi thở ngắn, ho khan, ho ra máu, viêm phổi, sỏi thận. Đồng thời, vận khí chuyển tốt nên bản mệnh dành nhiều tinh lực hơn trong công việc, sự mệt mỏi lao lực không tránh khỏi. Những buổi chiều đãi, ăn nhậu cũng khiến thận phải hoạt động nhiều hơn mà gây ra bệnh. Năm bản mệnh, tuổi thân cần chú ý các tai nạn gây họa huyết quang luôn tiềm tàng. Hỏa khí tiêu hao gây thủy yếu, bản mệnh nên bổ sung nhiều nước, đừng để tim thận phải gánh quá nhiều trách nhiệm khiến hệ tuần hoàn máu hoạt động yếu. Tuy nhiên, bản mệnh đừng lạm dụng các loại nước uống khác nhau thay thế cho nước lọc như nước ngọt, sinh tố. Chúng chứa nhiều đường, không có lợi cho dạ dày và khiến khó tiêu hóa. Ăn không ngon miệng. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của hai con giáp liên tục trùng số, may mắn trong 15 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.